Con xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 4 đang đến với tiết học lịch sử lớp 4 trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Các em thân mến, ngày hôm nay thầy sẽ cho cùng các em đi vào bài lịch sử. Cuộc khủng hoảng ở Đàng Trong. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào hoạt động 1. Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang như thế nào các bạn không? Thì các bạn cùng thầy đọc thầm thông tin trong sách giáo khoa trang 55. Em hãy cho biết nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Đàng Trong. Trước thế kỷ 16, từ sông Danh vào phía Nam, đất hoang còn nhiều, làng xóm, và cư dân thưa thớt, đời sống nhân dân khổ cực. Trước tình hình đó, cuối thế kỷ 16, các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Tiếp theo, các em hãy đọc thầm thông tin trong sách giáo khoa trang 56. Từ cuối thế kỷ 16, ngày càng trù phú, và trả lời những câu hỏi sau. Thầy đọc trước nha, rồi các em chúng ta bắt đầu cùng đọc thầm và suy nghĩ. Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong? Câu số 2. Chính quyền chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? 3. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? 4. Người khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến? Và bây giờ thầy và trò chúng ta cùng bước vào câu số 1 nhé. Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong? Lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong là nông dân và quân lính. Câu số 2. Chính quyền chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? Nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình theo, cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ. Câu số 3. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? Họ đi đến Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Đây nè, thầy cho các bạn xem những nơi họ đến. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu nè, thầy cho các bạn xem ha. Từ Quảng Nam ha, đi đến Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và sau đó là đồng bằng sông Cửu Long. Câu số 4. Người đi khẩn hoang họ đã làm gì ở những nơi họ đến? Họ đã lập làng, lập ấp mới. Chúng ta sẽ bước vào số 1. Quá trình tổ chức khai hoang của các chúa Nguyễn. Lực lượng chủ yếu: nông dân, quân lính. Các biện pháp: nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình theo, cấp lương thực nửa năm và một số công cụ và một số nông cụ. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến. Họ dần dần tiến vào phía Nam, từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những việc họ làm là họ lập làng, ấp mới. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong là từ cuối thế kỷ 16. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào? Từ cuối thế kỷ 16, công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ. Chúng ta bước vào hoạt động 2, kết quả của cuộc khẩn hoang. So sánh tình hình của Đàng Trong trước và sau cuộc khẩn hoang. Tiêu chí so sánh: tình hình Đàng Trong trước sau khẩn hoang, sau khi khẩn hoang, ở diện tích đất, diện tích làm trước khi khẩn hoang từ sông Danh đến hết vùng Quảng Nam, sau khi khẩn hoang mở rộng đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long.
tình trạng đất. Trước khi khẩn hoang, đất hoang nhiều. Sau khi khẩn hoang, đất hoang giảm, đất được sử dụng tăng. Làng xóm dân cư. Trước khi khẩn hoang, làng xóm dân cư thưa thớt. Sau khi khẩn hoang là có thêm làng xóm và ngày càng trù phú. Đây là hình ảnh này các bạn ha. Khi người ta đặt khẩn hoang là người Khơ, người Ede, người Gia Rai. Chúng ta sẽ bước sang kết quả và ý nghĩa của cuộc khẩn hoang là gì. Từ cuối thế kỷ 16, công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ. Ruộng đất được khai phá, làng xóm hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt.